chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Chào các bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là chiếc xe điều khiển từ xa màu vàng với mã hàng 565-AK1 anh Phi sẽ test để gửi về cho bạn Ngọc Vạn ở tỉnh An Giang ha các bạn ha. Bây giờ thì anh Phi sẽ cố định gốc máy để test chiếc xe này đây. Thùng hàng thì anh Phi đã làm rồi ở phía dưới, và bây giờ sau khi test xe xong thì anh Phi sẽ cho vào thùng hàng và dán thùng hàng lại là có thể gửi hàng đi thôi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cố định gốc máy để bắt đầu làm đây nhé các bạn nhé. Rồi các bạn, gốc máy thì anh Phi đã cố định rồi ha. Thùng hàng thì anh Phi sẽ cho qua một bên nha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ khui cái chiếc xe điều khiển từ xa 565-AK1 này ra để bắt đầu test xe ha. Sáng giờ thì anh Phi đã làm được 2 clip rồi, nhưng mà tại thời điểm ghi hình này thì các bạn vẫn chưa xem được clip nào đâu. Bởi vì anh Phi mới ghi hình thôi, anh Phi chưa có edit lại ha. Chờ edit xong anh Phi sẽ up lên ha. Nhưng mà khi các bạn nghe được những lời này là chắc cũng đã up lên rồi. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tháo cái tay điều khiển ra. Tay điều khiển của dòng 565 này á, các bạn để ý giống với cái tay điều khiển khi nãy mà anh Phi có test cái con 565-K28 không? Nó giống giống ha, đây. Cái cách thức nó làm giống giống. Đó, ha. Đấy, rồi bây giờ thì anh Phi sẽ tháo chiếc xe ra luôn để anh Phi test. Và tất nhiên là anh Phi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để sạc những cái pin sạc. Mà thông thường á các bạn dùng cái dung lượng pin á các bạn chia, chẳng hạn như nó báo là 500mAh thì thường là sạc khoảng 2 giờ là đầy. Bởi vì sao anh Phi biết nó 2 giờ? Bởi vì anh Phi lấy 500mAh anh Phi chia cho 250, tại vì mỗi cái cục sạc chuẩn á thì thường nó sẽ sạc là 250mAh 1 giờ nha các bạn nhé. Cho nên 2 giờ là sẽ được 500mAh, lúc nào cũng vậy hết ha. Đây, chẳng hạn như anh Phi lấy cái viên pin này ra để anh Phi coi. 4.8 này là vôn, là hiệu điện thế. 700 này là 700mAh. Các bạn lấy 700 này các bạn chia cho 250, các bạn sẽ ra cái số giờ sạc ha. Số giờ sạc để đầy được viên pin. Thì thông thường thì nó sẽ làm từ 2, 3 cho tới 4 tiếng, tùy từ 500 cho đến 700mAh ha. Để sạc thì các bạn cắm như vậy. Cắm vào ổ điện là nó sẽ sáng đèn lên. Các bạn để đây khoảng tầm từ 3 tiếng cho tới 4 tiếng và không sạc qua đêm nha các bạn nhé. Anh Phi lấy cái chim cánh cửa ra ha. Lúc nào cũng vậy các bạn, khi gửi hàng đi là anh Phi luôn lấy cái chim cánh cửa để cánh cửa nó sập xuống ha. Xe nào cũng vậy, ít khi anh Phi cho nó mở cửa lắm. Tại vì khi nó mở cửa xe thì khi nó di chuyển nó rất là nguy hiểm. Di chuyển nó giặt cái thùng hàng. Các anh thấy cái thùng hàng nó bị giặt. Và khi nó giặt ở phía trong á là nó sẽ xảy ra tình trạng là nhảy cửa ha, nhảy cửa. Mà nó nhảy nhẹ thì cũng sao, nó nhảy mạnh á hả, nó hư ngàm ha. Sau khi lắp pin xong thì anh Phi nhấn những cái nút chức năng để xem pin có lên hay không. Nếu pin lên là ok. Rồi bây giờ anh Phi sẽ tháo cái nắp pin của con này ra ha, mở cái bán nguyệt này chỗ này. Rồi xong sau đó anh Phi sẽ mở cái nắp pin ra. Anh Phi bấm cái trượt ở chỗ này, anh Phi bấm cái trượt ở chỗ này, anh Phi gỡ cái viên pin ra chứ không có nắm giật ra ha. Nắm giật ra nó gài cái ngàm chỗ này là đứt cái dây pin ha. Rồi chúng ta sẽ gắn vào cái ổ pin phía trong này, nó có cái dây giống như là dây bên cái cánh sạc ha, cắm vô âm dương và xong. Chúng ta để dây pin nó gọn gàng vô ha. Rồi sau đó chúng ta lắp cái nắp pin lại ha. Đấy, lắp cái nắp pin lại cho chuẩn ha. Rồi xong chúng ta xoay cái bán nguyệt này lại là nó gài cái nắp pin. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở on lên để thử test ha. Chạy tới nè, bánh nó quay nè, chạy tới chạy lui ha, rẽ trái rẽ phải. Khi chạy tới là đèn nó sẽ sáng khác, đây đèn sáng ha. Khi chạy lui là đèn không có, cho nên nó không có sáng. Chỉ có cái dòng mà 565-K28 nó mới có đèn đuôi ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test đóng mở cửa. Mở cửa nè, đóng cửa nè ha. Mở cửa nè, đóng cửa nè. Rồi chạy tới lui nè, chạy tới nè, lui nè, tới nè, rẽ trái nè ha. Rẽ trái phải ha. Đây trái ha, phải ha, trái phải, trái phải ha. Ok chưa? Pin ở trên này thông thường nó sẽ không có đủ để các bạn test xe nha các bạn nhé. Cho nên các bạn, nhiệm vụ các bạn là về nhà các bạn sạc cho đầy pin rồi chúng ta sẽ bắt đầu test chiếc xe này nhé. Đấy, trái phải à, được chưa?
Được chưa? Ok rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một đơn hàng kế tiếp của cửa hàng Abo. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vào hộp để đóng hàng và chuyển hàng về An Giang cho bạn nhé. Rồi cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.